Ăn thế này là ăn rắn thật này, còn kia thì rộn mà nhiều quá. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với vlog của mình, và mình là Hùng. Thì ở xóm mình hôm nay là anh Tiến, anh vừa đi đập được một con chăn chuột ở đằng sau mình đây. Và bây giờ anh em với mình sẽ làm cái món chăn chuột hấp bia cho các bạn xem. Bây giờ cắt đầu trước hay lột da trước anh? Lột da. Rồi, bây giờ mình và các bạn sẽ cùng nhau xem công anh mình làm thịt con chăn chuột này như thế nào nhé. Bạn nào mà có kinh nghiệm thì chắc cũng đã biết rồi, khi chế biến thịt rắn thì điều tối kỵ là không được để nó dính nước, nên mấy anh em mới treo nó cao lên như thế này. Nếu chẳng may dính nước vào thì nó sẽ tanh và mất đi cái vị ngon của nó. Con này ở trên khu mình sống thì cũng thuộc dạng to rồi, mình đoán cũng phải 6-7 lạng ấy. Công nhận là nó dài thật, y như cái dây thừng. Các bạn để ý này, anh mình đập được con này từ lúc trưa mà tới tận giờ chiều rồi mà nó vẫn còn sống. Đúng là đánh rắn phải đánh dập đầu. Mình chỉ lấy lại phần thịt này, da và cái bật của nó nữa thôi, phần đầu và phần nội tạng bỏ hết. Đó, nếu các bạn muốn hấp bia thì cứ chặt từng khúc ra như thế này, đến lúc ăn gặm xương cho nó dễ. Tí nữa mình sẽ cho các bạn thấy. Đã xong phần thịt, bây giờ chỉ còn việc lấy mật và làm nốt cái da để tí rán giòn nữa. Tiếc là con rắn này không bắt sống nó được, nếu không thì đã có thêm món tiết rắn pha rượu rồi. Bóc vảy của nó cũng dễ thôi nhé, các bạn cứ trần qua nước sôi rồi bóc là sẽ ra hết. Đấy, có thấy dễ không này? Ok, bây giờ bấm nốt miếng da là xong rồi đó, thêm một ít da giảm, rồi nấu lên nữa là xong con rắn. Đây là bột chiên giòn các bạn nhé, nếu không có thì chỉ cần ướt thêm một ít súp cũng được, không sao cả. Nhà bao việc xong lại còn toàn đàn ông nên mình phải đạo diễn món này. Thôi kệ, lần đầu tiên rán ra rắn, miễn là cứ giòn là được, cho anh em nên không sợ. Mỡ nó cứ bắn lên rát hết cả tay mấy ông ạ. Như thế này đã được chưa mấy ông ơi? Xong nhiệm vụ rồi, mình gắp la bát con rồi mang sang kia chiến đấu rồi. Được có từng nay thôi này, hao thế không biết đi chứ. Mình vừa chạy ra ngoài một tí mà suýt nữa cháy, mày thật. Để mình quay gần gần lại cho các bạn xem nhé. Đó, vẫn còn chuẩn lắm. Chà chà, cuối tuần như thế này ổn chưa mấy ông ơi? Còn đây là cái nồi chăn chuột hấp bia này. Qua về gia vị của nó một tí nhé, đơn giản cực luôn đấy. Chỉ cần một ít gừng này, một ít sả này, một ít hạt tiêu, một hai quả ớt đập nát băm to, thêm một ít mắm muối cộng một lon bia nữa rồi bắc lên bếp luộc, cảm thấy bao giờ nó chín là xong. Ý gì, thôi mình không chém gió nữa, đây là món mình đạo diễn này các bạn, nhìn nổi bật không? Đùa thôi, đĩa thịt gà đen to đùng ở ngay bên cạnh mà chưa nói. Khó đông trẻ con vui lắm ấy mấy bác ạ. Báo làm gì đây? Không phải đánh em chứ? Dập đầu với nhau à? Em tin với này em đi á? Đúng là anh không trông được hai em phải dập đầu à? Ok, trong mâm có nhiều người lớn nên mình tí nhị đặt điện thoại ở đây thôi.
miếng thịt rắn nó y chang như khúc cá giống lắm lắm luôn ấy. Cái da rắn ấy bọn trẻ con nó thích ăn qua nên là đưa cả bát sang mâm bên kia rồi. Chúng nó bảo ăn ngon như bim bim, vãi thật. Ngon, mình phải công nhận luôn là ngon. Nhưng mà chưa cay lắm, mình thích ăn cay rồi. Đổ cả lon bia vào mà chả thấy vị bia đâu. Làm kiểu này thì thịt nó ngọt và dai, nhưng mà ông nào răng yếu ấy, kéo không nhằn được đâu. Giới thiệu các bạn nhé, đây là mật rắn pha rượu. Cái mật của nó bé tí tí nên mỗi người chỉ được có từng nay thôi. Món này ông nào mà đau xương khớp ấy, thì uống vào tốt lắm đấy. Thôi cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video nhé. Nhớ đăng ký ủng hộ mình, hẹn gặp lại. Ăn mà nhai được cả xương ra mà rít đi nước quá. Ôi mà ăn thế này là ăn rắn thật này. Còn kia thì độn mà nhiều quá.